VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Boncha VO Long Đào mới ngon đào mong. Bài đang hơi an toàn. Thì một cái bài mà gọi là nhảy nhiều á, cái nhạc hiện tại nó là không hợp. Khang muốn phát triển bài này theo một bản mọi người có thể nghe đi nghe lại thoải mái nhất có thể. Phùng Huỳnh thì lại muốn làm bài này thật là hoành tráng, anh em nhảy thật căng. Khang có thể một mình quyết được cái này hay là phải cả Hiếu, thì anh nghĩ là gọi cho Hiếu xong rồi anh Hiếu em mình luôn cùng... Tức là mọi người vẫn cảm thấy chưa tin tưởng mình. Hết cách rồi, gọi Hiếu. Vậy nè, phải khi mà nó không hay thì mình sẽ sửa. Còn cái này là nó đang hay. Mình không có cái áp lực gì là phải thay đổi nó khác so với bản demo hết. Quân cũng hơi lo lo một xíu bởi vì là nếu mà mình làm thành một bài hát replay với một bài khác thì nó sẽ rất ok. Với 16 dancer thì chúng mình sẽ bị hơi phí một chút. Chiến lên bạn ơi, cố lên. Chiến lên bạn ơi. Cười nhiều vô. Cố lên nhá. Cái gì không có tranh thủ nha. Các bạn thân mến, và đây là Hurricane. Phùng Huỳnh. Yeah. Quân AP. Yeah. Cho tôi hỏi, trang phục này có một cái mục đích hay là ý nghĩa gì trong tiết mục này? Hola, the back of the door. Keramikrus keramar karkasias. Tiếng Tây Ban Nha hả? Đúng rồi. Mặc dù nói không giống lắm nha. Ok, có nghĩa là sẽ đến một cái chỗ nào đó thuộc về Tây Ban Nha một chút. Yeah. Flamenco rồi đúng không? Em theo dõi từ nãy đến giờ thì hình như là mọi người toàn là quanh quẩn xung quanh đây thôi. Thì bây giờ tụi mình sẽ đưa mọi người đi du lịch một xíu nha. Đi hưởng một xíu gọi là Tây Ban Nha đấu bò như thế nào nha. Yeah. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa? Ai đã từng thất vọng trong tình yêu chưa nha? Anh! Hôm nay tụi anh sẽ đến chữa lành cho các bé. Wow. Wow. Có ai buổi tối ngày hôm nay đi một mình không ạ? Bài bản phết. Ai muốn làm bông hoa đẹp nhất buổi tối ngày hôm nay không ạ? Cảm ơn mọi người. Yeah. Tôi nhìn ba cô này không biết là bò tót hay là bò wagyu nữa. Chúng ta hãy chờ xem. Mọi người thì nói là Quân AP rất là hiền, nhưng mà hôm nay quyết tâm của em như thế nào? Team em là sẵn sàng để hút tất cả team khác rồi anh ạ. Hurricane, người ta nói em sợ nhảy, em có sợ không? Đây là những chú bò hoang dã nhất thế giới sẽ trình diễn một lối vũ đạo bắt mắt và đẳng cấp nhất buổi tối ngày hôm nay. Yeah! Hãy xem các chú bò sẽ làm gì đây. Một trăm vỗ tay cho No Đội Sơ. Chắc là dancer sẽ đeo mấy cái sừng. Xong rồi anh em sẽ đóng là những cái người mà như kiểu là đấu bò ấy. Anh đấu bò. Tuy nhiên là tại vì cái hình tượng nó rất là Tây Ban Nha. Đúng rồi. Nhưng mà cái nhạc để ghép vào cái concept biên đạo mong muốn thì nó lại chưa matching lắm. Cảm thấy cái concept và bài nó không có đi vô matching với nhau. Nó chọc vào một bên luôn. Nếu tình huống này thì chúng ta bây giờ chỉ có Khang là người sẽ là quyết định lớn trong trường hợp này, bởi vì Khang sẽ là người trực tiếp làm nhạc. Thì bây giờ hướng nào mới là đúng, đúng không? Bây giờ sao không nghe cái bài để mà áp cái concept vào? Tại vì bây giờ anh em mình mà quyết định mà giữ nhạc đi, phải chốt lại đồ, phải chốt lại ý tưởng. Còn bây giờ mà mình mà giữ lại concept thì mình chỉ thay đúng nhạc thôi. Muốn sừng thì chỉ có Tây Ban Nha, mà giờ lại chuyển sang nhạc Tây Ban Nha nữa thì nó không có hợp. Bài đó nếu mà so với demo gốc ban đầu mà mọi người được nghe, nó rất là hiền. Giống như kiểu là nhạc dùng để streamer hơn chứ không phải nhạc dùng để đi thi. Từ xưa đến nay thì ở Việt Nam á, mọi người hay kiểu là remix khúc cuối drop, nghe nó sẽ bị rất là mệt. Khán giả thực ra cũng không hứng thú nhiều với cái chuyện đó. Mình và Hiếu tham khảo rất nhiều meta âm nhạc hiện tại của thế giới. Tụi mình quyết định là bỏ đi những cái rườm rà, tập trung đánh vào âm nhạc có thể replay. Mình sẽ học tập trên thế giới là
họ build một cái bài, nó có thêm một cái đoạn nào đó để switch đẩy mood lên. Đây là một đoạn drop nữa. Đó, mọi người có thể tưởng tượng được tung tung. Và mọi người nhảy giống như là những cái năm 2017-2016. Meta nó đã bị cũ rồi, nên là tụi em bỏ đoạn drop đó, tụi em làm một đoạn switch beat. Đó hết. À, biết vì sao người ta lại có cái 16 dancer, bởi vì chắc là do cái drop này. Tụi mình chưa build được một cái bản hoàn chỉnh, nhưng mà trước khi lên phòng tập mình cũng đảm bảo với anh em chắc chắn cái bản final nó sẽ cực kỳ hoành tráng, nó sẽ rất hay. Nhưng mà bị một cái là mình đang bị mắc vô cái đề bài. Đúng rồi. Em nghĩ thì 16 dancer mà làm sao mình làm một cái bài chill được. Bài này thật ra đâu có chill, mọi người nghe đâu có gì không, đâu. Ý là nó không có chill hợp để bị performance nó cũng chưa đẩy mood. Anh em bị mông lung. Tại vì anh em nghe cái bản chưa xong, chỉ mới là cái sườn thôi. Anh cảm thấy bài đang hơi an toàn. Thì một cái bài mà gọi là nhảy nhiều á, cái nhạc hiện tại nó là không hợp. Khang muốn phát triển bài này theo một bản mọi người có thể nghe đi nghe lại thoải mái nhất có thể. Hùng Huỳnh thì lại muốn làm bài này thật là hoành tráng, anh em nhảy thật căng. Khang có thể một mình quyết được cái này hay là cả Hiếu, thì anh nghĩ là gọi cho Hiếu xong rồi anh Hiếu em luôn đi. Tức là mọi người vẫn cảm thấy chưa tin tưởng mình. Hết cách rồi, gọi Hiếu. Hello. Đang quay. Đó là mấy anh em lớp Sen là đang tập nhảy. Thì Khang mới gọi video call qua. Tại vì bây giờ bài hiện tại mình đang làm á, nghe hơi hiền so với lại cái bài demo gốc. Đâu, cơ bản nó là demo mà, không, nó đâu có khác gì đâu. Nó chỉ khác mỗi cái đoạn cuối là thay gì drop mình chuyển thành một đoạn break thì mình chảy thôi. Mình làm trang phục của mình, build, động tác nó bớt liên quan tới cái chuyện nó bò lại. Mà chuỗi mình nhảy đẹp thôi. Đối concept thì cũng không có kịp, chốt quần áo đúng rồi. Tình hình có vẻ đang không ổn. Tại vì nếu mà bây giờ chuyển nhạc nó sẽ chuyển mood rất khó. Mình phải chọn giữa đổi nhạc hoặc không đổi nhạc. Nhưng theo Hùng thấy đổi nhạc nó vẫn là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Không, tại vì biết sao không? Tại vì một phần nữa nó cũng không cần hoàng quá hay là kiểu ADM. Nó giống như là cái nhóm nhạc K-pop bây giờ đang hướng tới. Vậy nè, phải khi mà nó không hay thì mình sẽ sửa. Còn cái này là nó đang hay. Mình không có cái áp lực gì là phải thay đổi nó khác so với bản demo hết. Quân cũng hơi lo một xíu bởi vì là nếu mà mình làm thành một bài hát replay với một bài khác thì nó sẽ rất ok. Với 16 dancer thì chúng mình sẽ bị hơi phí một chút. Hiếu ơi, mấy hôm nay là mấy anh em là cũng quyết định là mình làm theo cái hướng cho khán giả họ có thể replay được ấy. Nếu mà cái nhạc này nó sẽ chưa đủ mạnh. Thì tất nhiên là nó là demo mà. Nên là cái phần mixing, mastering của cái âm thanh á, nó chưa có được đầy đặn và chưa được căng. Nên là mọi người sẽ hơi bị khó tưởng tượng. Bây giờ đương nhiên là quyết định là vẫn ở em thôi. Mấy anh em bàn kỹ lại là mấy anh em thật sự muốn làm kiểu nào. Theo kinh nghiệm của em làm nhạc như vậy đang là ok. Và nếu mà vote đổi thì em sẽ tìm cách để mà đổi với mấy anh em. Ok không? Vậy ha, vậy có gì tụi tôi bàn xong rồi tụi tôi sẽ gọi cho ông ha. Ok, nhưng mà nghĩ kỹ nha, cái này là kinh nghiệm làm nhạc nha. Cái này nghĩ kỹ nha. Ok. Cơ bản chính nhất vẫn là Hùng, Khang và anh Quân là diễn bài này. Nên là Hùng vẫn cần chính kiến cho riêng mình. Nhưng 10 trên 10, tại sao mà tụi anh cũng thêm nhạc cụ, tiếng kèn rồi các kiểu, xong rồi đổi cái đoạn drop từ ở giữa bài xuống cuối bài. Tại vì tụi anh đã xác định là cái bài đó là bài performance. Anh thấy nó có hiệu quả? Anh cũng không biết nhưng mà... Anh không biết. Nhưng mà theo anh thì anh là diễn đã. Anh thấy đã nhưng mà kết quả nó không vô tay khán giả thì nó đâu giải quyết được gì. Mình bị áp lực bởi ý kiến của mọi người. Trong khi là ô, tôi sẽ làm một cái rất là cháy, rất là hay. Kéo anh em đi. Nói nhưng mà mọi người bàn ra. Anh em nói qua nói lại thì chưa giải quyết được vấn đề lắm. Phải nói là sau rất 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 là nhiều buổi bàn luận và nói chuyện và họp meeting rất là nhiều, thì mọi người sẽ quyết định phương án là giữ lại toàn bộ demo gốc, chỉ thay đổi duy nhất cái phần drop cuối cùng, chắc lọc và dung hòa lại. Thì bây giờ đã ra một cái bản gọi là hoàn chỉnh, hài lòng cho cả đôi bên. Phần nhạc thì mình an tâm, nhưng mà là mọi người nhảy chưa có được tốt lắm. Thực sự lúc ấy cực kỳ hoang mang. Mỗi anh em một công một việc, để mà tập hợp lại được ba anh em là một việc rất là khó. Thực ra là mình không áp lực gì nhiều. Và mình tin vào khả năng biểu diễn của anh em. Mình tin vào khả năng hát của anh em. Và mình tin luôn vào khả năng rap của mình. Và tụi mình sẽ làm một bộ nhạc rất là hay. Mình tin điều đó.
pháo tay cho các chàng trai đầu đội sừng ca. Thank you dancers. Wow. One eye về Harry Kang. Bắn pháo bông tưởng giao thừa không đó. Hay quá các ơi. Xuất sắc, vỗ tay. Hôm nay là một cái ngày tôi thấy sự quyết tâm được thể hiện trên gương mặt của tất cả các anh trai. Và đặc biệt hôm nay chúng ta thấy là One AP với Hurricane nhảy có đẹp không ạ? Máu lửa nha. Và hùng hồn kỹ năng trình diễn xuất sắc. Visual quá đẹp, nhảy quá chất. Cho tôi hỏi, bài này nhảy chính ai là người đảm nhiệm ạ? Có phải em không? Quá giỏi. Quá hợp lý. Cái đoạn mà bò tót đứng công tôi khoái cái đoạn đó. Quân AP. Dạ. Tập nhảy có khó lắm không em? Thực sự thì khi mà bắt đầu tham gia vào chương trình thì cái việc nhảy là một cái việc khó khăn đối với em. Nhưng mà đến giờ phút này thì em có thể tự tin nói với mọi người là nhảy chả có gì khó cả. Chả có gì khó cả. Kinh đấy, kinh đấy. Lúc trước khi đến đây người ta nói sao? Người ta nói Quân AP chỉ hát ba lát thôi à, không hát được nhạc nhảy. Bây giờ thì sao à? Yeah. Ơi vậy bây giờ người ta đừng đội sầu nữa, cái đầu đội sừng rồi. Hú hồn chưa? Hurricane. Em đang thành. Bữa nay em hát luôn đúng chưa? Hát. Anh thấy em có phiêu đoạn cao, em nhắm mắt em sướng lên. Hát rap nhảy. Thôi tụ đủ. Khẩu khí hợp với ta lắm. Nói gì nữa? Nói nào ngay đi. Thành thấy là cái bài này màu nhạc nó cũng rất là hiện đại, rất là quốc tế nha. Anh cũng muốn hỏi là cái phần produce là có ai giúp đỡ tụi em không? Dạ, tụi em xin phép gửi lời cảm ơn đến Hiếu thứ hai, đội trưởng của tụi em, team em. Tôi nghe quen quen, tôi thấy là chắc chắn là có Hiếu nhúng tay vô đây rồi. Và em muốn cảm ơn luôn bốn anh em trong lớp Sen, luôn support tinh thần. Yeah. Anh em đi thu là đều đi thu cùng nhau hết. Và tất cả những câu bọn em hát là bốn cái đầu đều cùng suy nghĩ. Yeah. Các bạn biết mình phải làm gì rồi phải không ạ? Chân chờ gì nữa, rút máy ra. Hurricane 01, Hùng Huỳnh 02 và Quân AP 03 bên chọn bắt đầu. Bấm thôi. Bấm đều nha, 1, 2, 3 luôn. Mọi người có muốn xem Hùng Huỳnh nhảy không? Hãy bao giờ cho tôi. Hiếu thứ hai thấy đồng đội mình thi làm sao? Thì kiểu này mấy đội kia chắc là áp lực. Nhưng mà nói chung là mọi người đã làm rất là tốt phần thi của mình rồi. Và mình xin đính chính lại là phần beat này là do producer của anh Chester T làm. Và một cái đoạn break beat cuối cùng và mình rất là tâm đắc là do mình cùng với lại producer QT đã xử lý nó. Yes sir. Yes sir. Shout out to QT ạ. À. Good job anh em. Bình chọn anh em ơi. Yeah. Let's go. Thời gian bình chọn đã hết. Xin cảm ơn. Bây giờ ai bình chọn mình nhảy ok không? Mọi người muốn xem không? Cho em xin nhạc với ạ. Yeah. Ok, mình mở lại đoạn cuối mình coi ba anh nhảy nha. Ăn tiền cái đoạn tập thể dục mà lên cao gối đó. Ăn tiền cái đoạn đó. Cái đoạn đó mấy người có bụng lên nó khó. Anh em ơi cho mình xin thêm một chút cái đoạn đấu bò được không? Hồi nãy tôi thấy cái đoạn đấu bò mà tấn công ba nhịp đó. Ok, ấm nhạc ạ. Vì người không yêu cũng đừng vào sâu. Đừng làm anh hóa đầu đội sừng ba baby. Baby, 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 baby. Trời ơi chết tiệt. Quá đẹp rồi. VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Bon cha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh trai Say Hi 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.